và cảm ơn quý vị đang dành thời gian cho bản tin kinh tế tài chính. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây, mời quý vị cùng điểm qua. Bốn ngành hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ doanh nghiệp Trung Quốc giảm doanh thu ở mức cao nhất từ năm 2016. thưa quý vị, sau chặng đường 7 tháng của năm 2019, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận 4 ngành hàng xuất khẩu lớn đạt kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ. Qua 7 tháng đầu năm, ghi nhận có 24 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. 4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ đô la Mỹ chiếm 51,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 27,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Điện tử máy tính và linh kiện đạt 18,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9%, hàng dệt may đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5%, Dây dép đạt 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8%. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, 7 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục rót mạnh vào địa phương với hơn 1,14 tỷ đô la Mỹ, đạt 114% kế hoạch cả năm 2019. Theo đó trong 7 tháng có 55 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký hơn 537 triệu đô la Mỹ, 64 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 604 triệu đô la Mỹ. Các dự án được cấp phép mới là những dự án có công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện môi trường, phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc của tỉnh Đồng Nai. Một số dự án FDI cấp phép đầu tư mới với số vốn lớn như dự án nhà máy sản xuất chanh xiên Việt Nam với số vốn 100 triệu đô la Mỹ, dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Osuka Tesno Việt Nam với số vốn đầu tư đăng ký 72 triệu đô la Mỹ và dự án nhà máy Optimer Power Tools Việt Nam với vốn đầu tư đăng ký 20 triệu đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 6 tháng cuối năm giá thịt heo sẽ biến động mạnh, đặc biệt là dịp cuối năm đến Tết Nguyên Đán. Dịch tả heo lan rộng khiến giá thịt heo giữa các vùng miền biến động thất thường. Hiện giá bình quân ở thị trường phía Nam khoảng 28.000 đến 35.000 đồng một ký, còn phía Bắc khoảng 38 đến 42.000 đồng một ký. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo 6 tháng cuối năm giá thịt heo sẽ còn biến động mạnh, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán. Việc giảm cung không chỉ xảy ra ở thị trường nội địa mà còn ở nhiều nước khác cũng chịu thiệt hại từ dịch tái heo châu Phi. Vào cuối năm, Việt Nam có thể thiếu hụt tới 500.000 tấn thịt heo, chiếm gần 20% tổng nhu cầu. Trước tình hình diện tích tôm chết có chiều hướng gia tăng, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp nhà nông giảm bớt khó khăn, đặc biệt là nhanh chóng khắc phục diện tích bị thiệt hại. Theo ngành nông nghiệp, Bạc Liêu đang vào chính vụ nuôi tôm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, con giống nguồn nước thời tiết khoa học kỹ thuật đã làm hơn 5.300 hecta tôm nuôi bị thiệt hại. Không những diện tích tôm nuôi thiệt hại có chiều hướng gia tăng, thời gian gần đây giá tôm nguyên liệu trên thị trường tiếp tục giảm mạnh, khiến người nuôi tôm tỉnh này gặp không ít khó khăn. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về nuôi trồng phòng chống dịch bệnh thủy sản, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời thực hiện có hiệu quả kế hoạch quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra theo dõi và hướng dẫn nông dân, ngư dân tuân thủ quy hoạch và khung lịch thời vụ nuôi trồng năm 2018. Từ ngày 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố có kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan đơn vị. Từ năm 2020 trở đi, Sở Tài chính sẽ không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp để mua các sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động của mình. Thành phố cũng đề ra mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách sẽ sử dụng các bao bì thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy. Các tiểu thương tại các chợ dân sinh giảm 50% sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng. Chương trình tiếp tục với một số tin vắn đáng chú ý khác. Theo báo cáo về thị trường liên ngân hàng và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tuần qua Ngân hàng Nhà nước thực hiện hút rộng 24.000 tỷ đồng qua kênh tính phiếu. Trên kênh OMO, Ngân hàng Nhà nước không thực hiện hoạt động phát hành mới và không có lượng đáo hàng nào. Thanh khoản hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái tích cực, giúp ngân hàng nhà nước hút rộng tiền về qua kênh tính phiếu với mức lãi suất thấp. Thêm vào đó, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn trong tuần vừa qua tiếp tục xu hướng giảm và duy trì ở mức dưới 3% một năm. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết trong 10 ngày giữa tháng 7 năm 2019, giá cà phê trong nước giảm so với ngày 10 tháng 7 năm 2019. Giá cà phê nhân xô Robusta trong nước có mức giá từ hơn 33.000 đến 34.000 đồng một ký. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 7 năm 2019 tăng 1,3% về trị giá so với nửa đầu tháng 6 năm 2019. Cục xuất nhập khẩu dự báo thị trường cà phê toàn cầu trong thời gian tới sẽ vẫn gặp khó khăn do nguồn cung dược nhu cầu. Tỉnh Nam Định cho biết đã cấp gần 150 tỷ đồng hỗ trợ đợt 1 cho người chăn nuôi có heo bệnh chết phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi của tất cả các huyện thành phố. Các hộ chăn nuôi sẽ được nhận 50% tổng số tiền bị thiệt hại, số còn lại sẽ được địa phương hỗ trợ trong các đợt tiếp theo. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, trong 5 tháng qua, dịch tải heo châu Phi đã gây thiệt hại cho Nam Định trên 400 tỷ đồng. Thưa quý vị, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, 6 tháng đầu năm, tình trạng buôn lậu, gian đận thương mại và hàng giả còn diễn ra trên cả 3 tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không, với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến hàng vi phạm nhãn mát xuất xứ các thương hiệu Việt Nam hiện nay vẫn chưa xử lý triệt để. Đại diện bộ khoa học công nghệ cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp là đối tượng thanh kiểm tra, trong khi tên thương hiệu đã sử dụng lâu rồi. Thậm chí sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố cấp giấy phép bị xử lý sai phạm nhãn hiệu, nguyên nhân do doanh nghiệp vẫn chưa nắm được luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nó, nó chỉ được bảo hộ là tài sản trí tuệ và được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nếu cái tên doanh nghiệp đó mà được doanh nghiệp sử dụng như tên thương mại theo quy định rất rõ của luật sở trí tuệ và thứ hai nữa là nếu như cái tên doanh nghiệp đó mà là nhãn hiệu chứ không mặc nhiên là tên doanh nghiệp được bảo hộ tài sản trí tuệ tôi nhấn mạnh như vậy nó chỉ rơi vào hai cái trường hợp như vậy bên cạnh vi phạm về tên thương hiệu theo đại diện cục quản lý thị trường hiện nay nổi lên tình trạng các làng nghề địa bàn hà nội đang dẫn sản xuất hàng nhái hàng giả sau khi xử lý sai phạm hành chính tình trạng này vẫn diễn ra. Để khắc phục triệt để, rất cần địa phương hỗ trợ định hướng nghề nghiệp để đảm bảo đời sống cho người dân. Thì hiện nay thì đã có một số làm nghề thì các cái hộ kinh doanh rồi các hộ sản xuất thì bây giờ là có sản xuất và bán những cái hàng nhái, hàng giả. Thì để giải quyết cái vấn đề này, tôi cái việc của chính quyền địa phương phải tìm cách nào đấy để chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tìm những nghề cái hướng đi khác cho các hộ là ở đấy thì là thuộc về chính quyền địa phương. Tình trạng buôn bán, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng ở khắp các vùng miền, đặc biệt khu vực đô thị. Hoạt động buôn bán hàng giả công khai qua mạng internet chưa được kiểm soát hiệu quả. Do vậy, ban chỉ đạo 389 đã nhiều ban hành kế hoạch đấu tranh tăng cường phòng chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam. Trong này nó có nêu rất rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung thế và giao cho các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện để chúng ta làm sao ngăn chặn không để cái tình trạng buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả, giả mạo cái nhãn mác xuất xứ Việt Nam. Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương, các lực lượng chức năng phải tập trung phân tích tình hình và những vấn đề nổi lên trong thời gian qua, đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, thực chất và bài bản, nâng cao hơn nữa công tác phòng để đánh trúng, đánh đúng, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá hiệu quả các vụ vi phạm, trong đó có việc tuyên truyền để người dân chung tay trong cuộc chiến này. Tin kinh tế tài chính thế giới Thưa quý vị, Lombard vừa cho biết trong số hơn 1.600 công ty Trung Quốc công bố dự báo kinh doanh nửa đầu năm 2019, có tới 40% đã dự đoán mức doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2018. Theo Lombard, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo giảm doanh thu hoặc thậm chí thu lỗ sâu trong nửa đầu năm tại Trung Quốc hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 2016 các công ty truyền thông và ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu là đối tượng chịu nhiều thiệt hại nhất với mức giảm lợi nhuận lên tới 38%. Điều này cho thấy nền kinh tế số 2 thế giới hiện vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Trong quý 2 vừa qua, kinh tế Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng chậm nhất trong gần 3 thập kỷ do những sức ép từ cả trong và ngoài nước. Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Apple vừa công bố báo cáo kinh doanh với những kết quả tốt hơn dự kiến. Sau hai quý giảm liên tiếp, doanh thu của táo khuyết đã quay đầu tăng trở lại bất chấp sự sụt giảm trong mảng kinh doanh iPhone. Doanh thu của Apple trong quý nhiều qua đạt 53,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% so với quý trước đó. Dự kiến doanh thu quý tư của hãng có thể tiếp tục tăng đến 64 tỷ đô la Mỹ. Các thiết bị đeo và mảng dịch vụ của Apple đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, doanh thu của sản phẩm iPhone lại sụt giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, iPhone không thể đóng góp hơn một nửa doanh số cho táo khuyết. Trong khi đó, tập đoàn diễn thông Huawei của Trung Quốc cũng vừa công bố báo cáo nửa đầu năm 2019 cho thấy doanh thu của hãng vẫn tăng mạnh bất chấp những lệnh cấm từ Mỹ. Cụ thể, doanh thu trong 6 tháng qua của Huawei tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018, lên hơn 58 tỷ đô la Mỹ. Số smartphone bán ra đạt 118 triệu chiếc. Các chuyên gia đánh giá kết quả kinh doanh của Huawei vẫn khá tốt dù chuỗi cung ứng của họ bị gián đoạn đáng kể khi Washington đưa công ty này vào danh sách đen hạn chế mua sản phẩm công nghệ Mỹ. Tại buổi công bố báo cáo doanh thu, đại diện Huawei tiết lộ, đến nay tập đoàn này đã ký được 50 thỏa thuận triển khai mạng 5G trên toàn cầu, qua đó củng cố ngôi vị số 1 trong lĩnh vực thương mại quá dịch vụ 5G. Bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long Mang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.